bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong Gặp Nhau Cuối Ngày, và hôm nay là thứ hai ngày 11 tháng 12. Còn ngay bây giờ như thường lệ thì hãy cùng cập nhật xem bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức gì nổi bật nhé. Vào chiều ngày hôm qua mùng 10 tháng 12, hàng ngàn khán giả thủ đô đã có mặt tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, địa điểm đẹp nhất tại phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội để chờ được Mỹ Tâm ký đĩa. Và sau đêm nhạc quảng bá cho album Vol 9 khiến cho cả phố đi bộ Nguyễn Huệ thành phố Hồ Chí Minh đã chìm trong biển người vào cuối tuần trước, thì đến ngày hôm qua, Mỹ Tâm lại tiếp tục với thủ đô Hà Nội, và cũng không nằm ngoài dự đoán, cô đã khiến cho cả phố đi bộ Hồ Gươm hoàn toàn thất thủ. Bất chấp thời tiết giá lạnh của thủ đô Hà Nội, hàng ngàn khán giả vẫn có mặt để cổ vũ cho Mỹ Tâm trong đêm nhạc. Và theo ghi nhận tại địa điểm diễn ra đêm nhạc thì dù tới 20 giờ tối chương trình mới chính thức bắt đầu, nhưng ngay từ chiều thì rất nhiều khán giả đã xếp hàng thật dài để có cơ hội được nhìn thấy thần tượng ở cự ly gần nhất. Cho tới khi giờ diễn chính thức bắt đầu thì rất nhiều khán giả ở khắp nơi vẫn tiếp tục đổ về phố đi bộ, khiến cho nơi đây càng trở nên đông đúc hơn, tắc nghẽn toàn bộ. Và rất nhiều những hình ảnh đã được ghi lại khung cảnh này đã khẳng định thêm một lần nữa sức hút của Mỹ Tâm với khán giả thủ đô. Công chúa bong bóng, một cái tên rất là quen thuộc và vốn thuộc về tuổi thanh xuân và tuổi thơ của rất nhiều thế hệ 8X, 9X cách đây khoảng 10 năm. Và mới đây thì đã được ca sĩ Bảo Thy cùng với anh trai của mình chính là Thế Bảo thể hiện lại trong series Radio Replay 2007. Nhắc đến Bảo Thy thì chắc chắn là không ai có thể quên được hình ảnh một nàng công chúa ngọt ngào và trong sáng với rất nhiều bản hit là Mưa Làm Gió ở thời điểm đó, những năm 2007. Và sự nghiệp âm nhạc của Bảo Thy đã thật sự bùng nổ và ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bằng ca khúc Công Chúa Bong Bóng. Món quà đặc biệt đầu tiên mở màn cho hành trình âm nhạc Radio Replay 2007 là do ca sĩ Bảo Thy và anh trai của mình chính là Thế Bảo đã thể hiện lại. Hiện tại thì khi nhắc về những kỷ niệm đã từng có với ca khúc Công Chúa Bong Bóng thì cả Bảo Thy lẫn Thế Bảo đều không giấu nổi sự xúc động và niềm hạnh phúc của mình. Cả hai đều rất là bất ngờ khi ca khúc được ra đời trong những ngày còn non trẻ lại nhận được sự ủng hộ lớn như vậy từ phía khán giả. Và đó chính là cả một thời thanh xuân với rất nhiều đam mê và nhiệt huyết. Những sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của Bảo Thy cũng gắn liền với Công Chúa Bong Bóng, và đó chính là ấn tượng đầu tiên về cuộc sống của một ca sĩ mà cô không thể nào quên được. Và không chỉ trở thành một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của riêng Bảo Thy, mà Công Chúa Bong Bóng còn trở thành một trong những ca khúc rất nhiều kỷ niệm đối với biết bao thế hệ 8X và 9X Việt. Để tạo một cảm giác mới lạ và cũng là thu hút được nhiều khách hàng hơn, nên rất nhiều hộ gia đình đã bất chấp nguy hiểm mà lấn chiếm đường sắt để mở quán cà phê. Và vào sáng ngày hôm nay, ngày 11 tháng 12, thì lực lượng chức năng đã chính thức ra quân để dẹp toàn bộ những quán cà phê đã lấn chiếm đường sắt ở thuộc ngõ số 10 đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, Hà Nội. Chính sự mới lạ này thì đã thu hút được rất đông khách đến uống cà phê tại quán này, và đặc biệt là người nước ngoài. Về vấn đề an toàn cho mỗi khách khi mà xuất hiện trên đường tàu, khi mà có tàu chạy qua, thì chủ quán đã chia sẻ với báo chí rằng họ đã nắm rất rõ lịch tàu chạy và hàng ngày cũng đã có bảng ghi lịch giờ tàu chạy qua để khách hàng có thể nắm rõ, nên là không đáng ngại. Tuy nhiên thì lãnh đạo công an phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cho biết vào sáng ngày hôm nay 11 tháng 12 thì lực lượng chức năng đã đến xử lý các hộ kinh doanh cà phê lấn chiếm đường sắt tại địa chỉ nói trên. Và cũng liên quan đến sự việc trên thì một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông đường sắt phòng PC67 công an thành phố Hà Nội đã cho biết đơn vị đã làm việc với công ty đường sắt, cục đường sắt, công an phường Điện Biên Phủ, chủ quán kinh doanh, và sẽ xử phạt những người này về hành vi lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt theo đúng quy định của pháp luật. Mới đây trên mạng xã hội thì xuất hiện một đoạn clip đã quay lại cảnh một cậu nhóc học sinh lớp 6 trường Chu Văn An đã đọc bài tập làm văn của mình và đã thu hút được hơn 90.000 lượt xem cùng với hàng ngàn lượt chia sẻ của cư dân mạng. Lý do là anh chàng này muốn biến thành một chú lợn. Và theo như đoạn clip ghi lại thì cậu học sinh lớp 6 này được giao đề bài là: do một lần mắc lỗi, em bị phạt và buộc phải biến thành một con vật. Cụ thể là trong 3 ngày, em gặp những rắc rối và thú vị gì? Ngay lập tức thì cậu nhóc này đã khiến cho mọi người phải bật cười khi nói tới những lý do mà cậu muốn bị biến thành một chú lợn. Vì tôi ảo tưởng sức mạnh nên có một vị thần đã đến và biến tôi thành một con súc vật trong 3 ngày. Tôi không biết mình phải làm con gì, nhưng tôi nghĩ mình béo thế này mà biến thành mấy con hay hoạt động thì mệt phết. Nên là tôi liền nghĩ đến một con vật rất lười biếng và tôi đã quyết định chọn con lợn. Và cậu nhóc này đã hứng thú đọc bài tập làm văn của mình trước toàn thể lớp và cô giáo. Mỗi câu văn của cậu nhóc thì đều khiến cho các bạn học cũng như là cô giáo không thể nhịn được cười. Ai nấy thì đều rôm rả và thích thú khi lắng nghe bài văn hài hước của cậu nhóc đáng yêu này. Trong bài văn thì cậu có viết như này: sáng hôm sau tôi vừa mở mắt dậy, cứ tưởng là muộn học, nhanh chóng chuẩn bị thì phát hiện ra mình đi bằng 4 chân. Và chỗ này cũng chẳng phải là nhà mình nữa, và rồi tôi nhận ra tôi đã biến thành lợn.
chính giọng văn ngô nghê và mường tượng ra những điều mà bản thân cho rằng hợp lý nhưng cũng vô cùng đời thường của cậu nhóc thì đã khiến cho mọi người rất là thích thú. Và điều hài hước nhất ở phần cuối bài tập làm văn, cậu nhóc đã kể về việc các con lợn trong chuồng sẽ bị mang đi làm thịt và ngày hôm sau thì chính cu cậu sẽ tới lượt bị mang đi mổ. Hiện tại thì đoạn clip này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng và hàng loạt những diễn đàn lớn nhỏ thì đều chia sẻ bài văn của cậu nhóc đáng yêu này. Không ít cư dân mạng còn trêu đùa rằng mới có lớp 6 mà cậu bé đã có trí tưởng tượng bay xa, bay cao đến như vậy thì tới đây chắc hẳn là sẽ còn rất nhiều bài văn thú vị nữa được ra đời đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.